Chào các em. Chào mừng các em đến với bài giảng môn Tin học lớp 7. Hôm nay thì thầy và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài thực hành số 8, đó là bài thực hành về sắp xếp và lọc dữ liệu. Vậy thì cụ thể trong bài thực hành này có những nội dung gì thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài ngày hôm nay. Đầu tiên trước khi đi vào bài thì chúng ta cùng nhắc lại một số kiến thức cũ liên quan đến sắp xếp và lọc dữ liệu. Đầu tiên, một nhỏ, sắp xếp dữ liệu là gì và để sắp xếp dữ liệu em cần thực hiện các cái bước nào? thì sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. Và để sắp xếp dữ liệu thì em cần thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nháy chuột chọn một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu. Và bước 2. Nháy đút lệnh có biểu tượng như trên hình chúng ta nhìn thấy trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc nháy đút lệnh như trên hình để chúng ta sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Thế cụ thể chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu Thông qua một ví dụ sau. Giả sử thầy có bảng thành tích SEA game 28 năm 2015 như trên hình ta nhìn thấy. Và yêu cầu ở đây là chúng ta cần phải sắp xếp cột tổng cộng theo thứ tự tăng dần. Vậy chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Thì cụ thể thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Là bước 1 là nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp, ở đây là cột tổng cộng. Ta có thể chọn ô bất kỳ. Bước 2 là chúng ta nháy vào nút lệnh như trên hình ta nhìn thấy trong nhóm lệnh Sort Filter của giải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Đây là hai bước rất là đơn giản thôi đúng không nào? Chúng ta có thể sắp xếp được cột tổng cộng theo thứ tự tăng dần. Thế tiếp theo, phải lọc dữ liệu. Vậy lọc dữ liệu là gì? Và để lọc dữ liệu em cần thực hiện những cái bước nào? Đầu tiên, lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó. Các cái bước để lọc dữ liệu thì chúng ta có thể thực hiện theo các bước sau. Bước 1 là chuẩn bị là chúng ta sẽ chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc. Sau đó chúng ta nháy chọn Data, Filter và chọn Auto Filter. Bước 2, chúng ta lọc bằng cách nháy rút lệnh như trên hình ta nhìn thấy trên hàng tiêu đề cột để chọn tiêu chuẩn để lọc. Thế cụ thể với ví dụ vừa rồi thì chúng ta có thể lọc dữ liệu như thế nào? Thì đầu tiên, bước 1 là chúng ta sẽ nháy chuột chọn một ô bất kỳ trong vùng của dữ liệu cần lọc. Giả sử ở đây thầy chọn một ô trong cột tổng cộng. Và bước 2, ta mở giải lệnh data và chọn lệnh filter trong nhóm lệnh sort filter. Sau khi hiện như vậy thì chúng ta thấy được rằng là trên các cái tiêu đề cột xuất hiện các cái nút lệnh như chúng ta nhìn thấy trên hình. Và để lọc thì chúng ta sẽ nháy các cái nút lệnh này. Ví dụ thầy muốn lọc theo số lượng huy chương vàng chẳng hạn. Thì thầy muốn lọc ra các nước có số lượng huy chương vàng là 62, 73, 84 và 95. Thì thầy sẽ tích vào các cái ô đó và sau đó nhấn OK. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong bước lọc dữ liệu. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau ôn lại các cái kiến thức cũ của bài số 8 đó là bài sắp xếp và lọc dữ liệu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của bài hôm nay, đó là bài thực hành số 8, ai là người học giỏi. Và chúng ta sẽ sử dụng các kiến thức chúng ta vừa ôn lại vừa rồi để làm các cái bài tập trong bài thực hành này. Vậy thì mục đích yêu cầu của bài thực hành này là gì? Về mục đích thì chúng ta cần phải biết và thực hành được các cái thao tác sắp xếp dữ liệu, biết khái niệm lọc dữ liệu và thực hiện được các cái bước để lọc dữ liệu. Thế về nội dung cụ thể, thì ở bài tập số 1 là sắp xếp và lọc dữ liệu. Người ta yêu cầu chúng ta như sau. Đầu tiên là khởi động chương trình bảng tính Excel lên và chúng ta mở bảng tính có tên là bảng điểm lớp em đã được lưu trong bài thực hành số 6 mà chúng ta làm trên lớp. Tuy nhiên nếu máy tính của các em ở nhà không có thì chúng ta có thể gõ lại các kênh nội dung trong cái bảng điểm này. Yêu cầu thứ nhất đó là thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn học và điểm trung bình. Yêu cầu thứ hai đó là thực hiện các thao tác sắp xếp để chọn các bạn có điểm 10 môn tin học. Và cuối cùng... Hãy lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là 3 điểm cao nhất và các bạn có điểm trung bình là hai điểm thấp nhất. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào với bài tập này? Thì đây là cái bảng điểm mà chúng ta làm ở trong bài thực hành số 6. Và yêu cầu đầu tiên đó là thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn học và điểm trung bình. Thì chúng ta sẽ phải thực hiện như thế nào? Thì đầu tiên là sắp xếp điểm các môn học theo thứ tự giảm dần thì chúng ta có thể thực hiện theo hai bước như vừa rồi chúng ta vừa được học đó là chọn một ô trong cột cần sắp xếp và nháy vào nút lệnh như trên hình chúng ta nhìn thấy để sắp xếp theo thứ tự giảm dần hoặc là sắp xếp điểm các môn học theo thứ tự tăng dần thì chúng ta cũng làm tương tự tuy nhiên thì ở bước 2 thì chúng ta nháy vào nút lệnh chúng ta nhìn thấy trên hình Thế thì sau khi thực hiện các bước như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là lần lượt các cái cột chúng ta sẽ sắp xếp lần lượt ví dụ như bắt đầu từ cột điểm toán chẳng hạn chúng ta sắp xếp từ cột điểm toán, sắp xếp tự giảm dần này, Cột điểm vật lý được sắp xếp theo thứ tự, giảm dần. Tiếp đến là cột ngữ văn, cũng sắp xếp theo thứ tự, tăng dần. Cột tin học thì chúng ta sắp xếp theo thứ tự, tăng dần. Ví dụ như vậy, đúng không nào? Và cuối cùng là cột điểm trung bình, thì chúng ta có thể được sắp xếp theo thứ tự, giảm dần hoặc là tăng dần, đúng không nào? Tiếp theo với IB, chúng ta cần thực hiện các thao tác để lọc dữ liệu, chọn ra các bạn có điểm 10 môn tin học. Chúng ta sẽ làm thế nào? Đầu tiên ta chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc. Tiếp đến chúng ta mở giải lệnh data, chọn lệnh filter trong nhóm lệnh sort filter. Và cuối cùng ta nháy nút lệnh mũi tên trên hàng tiêu đề cột tin học và chúng ta tích chọn ô là 10. Tức là chúng ta sẽ chọn ra những bạn có điểm tin học bằng 10, đúng không? IC Hãy lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là ba điểm cao nhất và các bạn có điểm trung bình là hai điểm thấp nhất. Vậy ý này chúng ta sẽ phải làm thế nào? Thì đầu tiên chúng ta vẫn thực hiện theo thầy các cái bước lọc mà thầy vừa hướng dẫn. Sau đó chúng ta sẽ nhé đút mũi tên trên tiêu đề cột của cột điểm trung bình. Chúng ta chọn Number Filter, chọn Top 10. Sau khi chọn xong ta sẽ thấy xuất hiện hộp thoại như sau. Và để lọc ra ba bạn có điểm trung bình cao nhất thì chúng ta sẽ chọn ở ô đầu tiên giá trị là top, ô thứ hai là giá trị là 3. Và để lọc ra hai bạn có điểm trung bình thấp nhất thì ô thứ nhất chúng ta chọn là bottom và ô thứ hai chúng ta để là giá trị là 2. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn chúng ta thực hiện xong bài tập số 1 của bài thực hành số 8. Tiếp theo chúng ta đến với bài tập số 2. Ở bài tập này người ta yêu cầu chúng ta khởi động phần mềm bằng vĩ Excel mở bằng tính các nước Đông Nam Á đã được tạo và lưu trong bài thực hành số 6. Và dữ liệu các nước trong khu vực nam hóa như hình dưới đây. Các nhìn thấy. Thế đối với bài này, người ta sẽ yêu cầu chúng ta thực hiện các cái công việc sau. Thứ nhất là hãy sắp xếp, xếp các nước theo diện tích tăng dần hoặc giảm dần. Cho biết quốc gia có diện tích nhỏ nhất và lớn nhất. Hoặc là sắp xếp theo dân số tăng dần hoặc giảm dần. Cho biết các nước có dân số đông nhất hoặc ít nhất. Sắp xếp, xếp theo mật độ dân số tăng dần hoặc giảm dần. Hoặc sắp xếp theo tỷ lệ dân số thành thị tăng dần hoặc giảm dần tìm ra ba nước có tỷ lệ thấp nhất. Yêu cầu thứ hai là sử dụng công cụ lọc để lọc ra các nước có diện tích là một trong năm diện tích lớn nhất này, hoặc lọc ra các nước có dân số là một trong ba dân số ít nhất, lọc ra các nước có mật độ dân số là một trong ba mật độ dân số cao nhất. Thì tất cả các yêu cầu này chúng ta đều có thể thực hiện dựa trên cái phần hướng dẫn của thầy đối với bài tập số 1 thì chúng ta sẽ tự thực hiện tại nhà và thầy sẽ không hướng dẫn ở phần này cụ thể nữa. Thì về nhà chúng ta sẽ thực hiện cho thầy các cái yêu cầu sau. Đầu tiên là làm các bài tập thực hành này trên máy tính nếu chúng ta có điều kiện là có máy tính ở nhà. Và tiếp đến chúng ta hãy xem lại nội dung cho thầy các cái bài đã học từ đầu học kỳ 2. Đó là bài số 7 là trình bày và in trang tính, bài số 8 là sắp xếp và lọc dữ liệu và hai bài tập thực hành số 7 và số 8. Để chuẩn bị cho tiết sau chúng ta sẽ ôn tập và chúng ta sẽ làm bài kiểm tra. Cuối cùng, xin chúc các em có thật nhiều sức khỏe để học tập thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo.